Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Đoàn Mạnh Hoàng, hiện mình đang là diễn viên và người mẫu tự do. Về con đường nghệ thuật của mình thì mình có niềm đam mê nghệ thuật từ bé. Và sau khi mình bước vào trường sân khấu điện ảnh thì mình có thể tiếp cận được gần đến đam mê của mình hơn. Và kể từ khi đó là mình đã theo ngành diễn viên và mẫu ảnh và mẫu kết quả. Về phong cách ăn mặc của mình thì mình thích phong cách thoải mái, tự do. Vậy nên mình chọn phong cách basic, là phong cách khá là thoải mái và với những chất liệu trơn và đơn giản. Ví dụ mình hay mặc những áo phông trơn hoặc có thể là áo sơ mi, quần jean và kết hợp với giày thể thao. Kể từ thời điểm mình bắt đầu quan tâm đến phong cách ăn mặc của mình thì từ khi mình bước vào trường, được đào tạo và trau dồi thêm nhiều kiến thức về nghệ thuật. Từ đó mình tìm hiểu thêm về một số phong cách thời trang và mình cố gắng tạo một số điểm nhấn để có một phong cách riêng cho mình. Về phong cách ăn mặc của mình trong các thời điểm thì những bộ đồ đi chơi thường thường mình chọn những trang phục khá là thoải mái và tự do. Ví dụ có thể là một bộ quần áo thể thao, quần jean, áo phông và giày thể thao. Còn những bộ trang phục mà đi biểu diễn thì mình thường phải chọn những bộ trang phục mà phù hợp nhất với cái vai diễn của mình. Những trang phục mà mình chọn đi thời trang, đi catwalk, đi mẫu thì mình hay chọn những trang phục mà khá là màu mè và nhiều phụ kiện hơn. Tại vì là mình muốn là những cái đấy là điểm nhấn để giúp mình có thể giao tiếp và tạo cơ hội cho mình với những các nhà thiết kế khác, họ sẽ có thể tìm hiểu và khám phá mình nhiều hơn nữa. Phong cách thời trang đã mang lại cho mình rất nhiều sự tự tin và rất nhiều mối quan hệ khác nhau. Tại vì trong môi trường hoạt động nghệ thuật thì để có thể phát triển nghệ thuật thì mình có thể có một số phong cách thời trang nhất định. Về các set đồ thời trang mang thương hiệu thì mình cũng có chút quan tâm. Tại vì là những cái đồ thương hiệu thường thường là nó sẽ làm cho chúng ta có sự tự tin hơn. Nhưng mà theo mình nghĩ thì chúng ta có vốn kiến thức về phong cách thời trang thì chúng ta có thể kết hợp được khá tốt, cũng không cần đòi hỏi đến là phải thương hiệu. Theo mình thì các bạn trẻ hiện nay thì cứ thoải mái và tự do lựa chọn những phong cách cũng như những bộ đồ mà mình yêu thích. Có thể ngay bây giờ các bạn chưa cảm thấy phù hợp với chính bản thân thì sau một quá trình tìm hiểu và trau dồi nhiều kiến thức về thời trang, đó là cả một quá trình. Sau đó chúng ta có thể chọn những đồ thoải mái phù hợp với gương mặt và cũng như là cá tính của mình. Vừa rồi là những chia sẻ kinh nghiệm về phong cách thời trang của riêng mình. Mình mong rằng các bạn khán giả có thể tìm hiểu và tạo cho mình được một phong cách riêng cho chính các bạn.